tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 11. Tử vi cung bảo bình bảo bình sống vui vẻ lạc quan, một ngày cuối tuần hoàn hảo bảo bảo đang ngồi trên ghế nhà trường yêu thích môn ngoại ngữ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong ngày này người làm nghề viết lách văn chương được vũ trụ hỗ trợ rất nhiều trong công việc trước đây bảo bình gieo được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp nên gặp nhiều may mắn có khá nhiều bạn bè tốt bụng vây quanh một bữa ăn tối với bạn bè trong ngày thứ sáu này là ý tưởng không tồi ví tiền có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng Người này thông minh nghị lực nên biết tận dụng cơ hội kiếm tiền. Chi tiêu rủng rỉnh không phải đắn đo gì nhiều. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 23 và 89. Hai Tử vi cung kim ngưu tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2022, kim nghiêu sẽ được xoa dịu tâm hồn vào ngày cuối tuần. Lời khuyên dành cho nghiêu hôm nay là hãy vứt bỏ hết lối suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Bạn là người có năng lực có thể làm chủ tại sao không thử một lần dám nói ra ý tưởng của mình, biết đâu lại lập công lớn. Trong mặt tình cảm, Kim ngưu lắng nghe trái tim nhiều hơn lý trí trong ngày thứ sáu này. Bình thường bạn rất khô khan nhưng nhờ sao Hải Vương mà ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết khiến nửa kia thực sự bất ngờ. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, tuyệt đối đừng vì tính cả nể mà cho ai đó vay tiền lớn trong ngày này, bởi vì nguy cơ to là sau này bạn khó mà đòi nợ được. Nên nhớ, thân đến mấy cũng chỉ là người dưng nếu để tiền bạc xen vào. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 42 và 56. 3. Tử vi cung song tử theo tử vi ngày mới nói rằng song tử trôi chảy êm đẹp hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian hài hòa và dễ chịu. Song nhi làm gì cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình sự tự tin của bạn sẽ được duy trì để tạo ra những may mắn cho đến tuần tiếp theo chuyện tình cảm không khuyến khích bạn nghĩ mãi đến những chuyện cũ tuy nhiên không thể phủ nhận rằng trái tim của bạn đang mở cửa cho một người mới nhưng vẫn chưa dám thổ lộ song tử gặp nhiều may mắn trong ngày vì biết chi tiêu tính toán một cách hợp lý không ham săn lùng đồ giảm giá có lẽ trong thời gian tới bạn sẽ đổ tiền vào mặt sức khỏe là chính con số may mắn của song tử ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 30 và 99. Bốn, tử vi cung cự giải bói tử vi 12 tròm sao nói rằng cự giải có cảm giác bất an, lo lắng vì một vấn đề nào đó mà bạn chưa làm xong. Bạn có khả năng truyền cảm hứng làm việc tích cực cho mọi người xung quanh trong những lúc mệt mỏi tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà có kha khá kẻ ghen ăn tức ở với cự giải về phương diện tình cảm mọi điều tốt đẹp trong chuyện tình yêu sẽ sớm đến với cự giải hội độc thân đừng than thân trách phận nếu biết kiên nhẫn chờ đợi một người yêu tuyệt vời sẽ sớm đến bên bạn chòm sao này rất nhiệt tình trong công việc nhưng do tính nhát gan nên vẫn chưa dám vùng vẫy thêm để kiếm tiền tiền thì ai chả muốn nhưng cốt là bạn có muốn kiếm hay không mà thôi. Con số may mắn của cự giải ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 31 và 52. Nam, tử vi cung sư tử sư tử có cảm xúc cực đoan theo một cách khó hiểu. Tính tình quá thẳng thắn nóng nảy nên leo dễ vướng vào chuyện thị phi với đồng nghiệp sếp có thể hiểu bạn nhưng đồng nghiệp không như vậy họ nghĩ bạn thiếu tôn trọng và quá trẻ con nên suy nghĩ kỹ trước khi nói nên chờ cho sự căng thẳng qua đi rồi hẵng nói chuyện với người thân trong nhà bản thân bạn là người tốt luôn muốn lo toan chu đáo nhất cho người thân nhưng vì không giỏi ăn nói leo nên họ vẫn chưa hiểu bạn đường tài lộc của sư tử có biểu hiện phát triển sau những ngày dài ì ạch Tin vui này bắt đầu từ công việc chính của chòm sao này thời gian tới sẽ trả được hết những khoản nợ nhỏ khiến bạn nhẹ lòng hơn con số may mắn của sư tử ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 36 và 79 6 tử vi cung sử nữ tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo cho thấy sử nữ xảy ra xung đột với những người thân yêu trong họ hàng, gia đình. Công việc làm ăn của bạn đang rất thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên thời gian tới đây cũng cần một số sự thay đổi mới, nếu cứ bảo thủ với phong cách truyền thống thì bạn sẽ sớm bị đối thủ đánh bại. Về phương diện tình cảm, chòm sao này nhận được tin tức tốt đẹp từ người bạn ở xa về công việc tình yêu của họ. Tuy nhiên, nếu ngày này gia đình bạn có tiệc thì nên nhanh chóng kết thúc, kéo dài sẽ xảy ra xích mích. Sử nữ nên tập trung vào chuyên môn chính của mình. Đừng thừa hơi để tâm những grammar trong công ty nếu không muốn rước bực vào người làm ảnh hưởng đến công cuộc kiếm tiền. Con số may mắn của sử nữ ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 65 và 80. bảy tử vi cung thiên bình thiên bình có sức hút đặc biệt với những người có địa vị trong xã hội vũ trụ sẽ đem đến những điều may mắn cho bình nhi trong công việc thứ sáu này bạn hãy chuẩn bị tinh thần mới để đón thứ hai vui vẻ hãy phát huy khả năng đàm phán thuyết phục của mình nhiều hơn nữa nhé bằng mặt chứ không bằng lòng đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình có thể bạn bè đang nói xấu sau lưng thiên bình mà không hề hay biết. Không cần quan tâm đến họ, hãy cứ sống tốt phần mình. Ngày thứ sáu này cực vượng cho những bạn đang làm kinh doanh. Chúng tôi khuyến khích thiên bình mạnh dạn tìm hiểu thêm lĩnh vực mới để tiền bạc được sinh lời. Con số may mắn của thiên bình ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 21 và 33. 8. Tử vi cung bọ cặp bọ cặp có xu hướng tìm đến cái đẹp và những mối quan hệ bình đẳng, vui vẻ. Chú bọ cặp đề cao sự đoàn kết, công tư phân minh trong công việc. Bạn sẽ cực kỳ khó chịu và ấm ức nếu như phát hiện ai đó cố tình chia rẽ nội bộ ở công ty khiến hiệu suất công việc giảm sút. Có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến từ bạn bè và người thân cần bạn giải quyết phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân tận dụng lúc có chuyện đặt điều nói xấu về bạn và người thân trong nhà. Bọ Cạp được sao Kim hỗ trợ ở phương diện làm ăn kinh doanh, máu kiếm tiền rất hăng. Tròm sao này dựa vào thực lực của bản thân để kiếm tiền nên ví tiền sẽ căng trong thời gian tới. Con số may mắn của bọ Cạp ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 20 và 88. 9. Tử vi cung nhân mã tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng nhân mã tràn đầy sự cảnh giác cao độ. Bạn có tinh thần cảnh giác cao độ trước những lời góp ý từ mọi người xung quanh. Thứ sáu này bạn không tin tưởng ai hết ngoài bản thân mình, bạn mất cảm giác an toàn, sự người ta phá hoại những công việc bạn đang dự định từ trước. Về mặt tình cảm của chòm sao này êm đẹp, những khúc mắc từ trước được giải quyết êm xuôi. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp. Giai đoạn này khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc nhưng nhân mã đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí vào những thứ lặt vặt. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những giải pháp tốt trong lúc này. Con số may mắn của nhân mã ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 41 và 88. 10. Tử vi cung ma kết tử vi ngày mới 12 chòm sao cho biết ma kết đầy chủ kiến cá nhân và sự dũng cảm. Thay vì cắm đầu cắm cổ vào làm việc như trước, cung hoàng đạo này biết điểm mạnh của mình ở đâu. Xử lý công việc linh hoạt nên được cấp trên đánh giá cao. Hội độc thân nên mở lòng mình để đón nhận những hạnh phúc mới sau thời gian dài cô độc. Người có gia đình nên dành thời gian cho con cái nhiều hơn sau giờ làm việc mà kết cứng rắn trong chuyện tiền bạc nên sẽ không có tình trạng lọt tai. Tuy nhiên đừng để tiền bạc xen vào tình cảm cá nhân nếu như muốn cuối tuần êm đềm trôi qua. Con số may mắn của ma kết ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 21 và 45. 11. tử vi cung bảo bình bảo bình làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận còn nếu cứ thờ ơ lơ là bạn sẽ khiến mình mắc phải những sai lầm không đáng có đấy muốn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người thì ngay bây giờ bạn phải cố gắng hoàn thành thật tốt những công việc được giao đừng dành thời gian mơ mộng hão nữa về mặt tình cảm hai người có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh chẳng ai chịu nhường ai nếu cứ giữ cái tôi của mình quá cao thì hai bạn sẽ đẩy mọi chuyện rơi vào bế tắc đấy Bảo Bình không có ý định chi tiêu gì vào ngày hôm nay nên túi tiền vẫn còn khá rủng rỉnh. Bạn định sẽ về nhà ngay sau khi giải quyết xong mọi việc. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 27 tháng 10 năm 2022 là 46 và 89. Mười hai tử vi cung song ngư song ngư dễ bị tổn thương bởi những lời nói xung quanh bạn nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc nhưng có những kẻ xấu đang đố kỵ muốn hãm hại đừng lo vì mọi tiếng xấu sẽ qua đi trong tuần tới cây ngay không sợ chết đứng về phương diện tình cảm của mình đây có thể là cơ hội để chữa lành những cảm xúc cũ bị tổn thương bên trong trái tim của bạn nên nhìn cuộc sống bao quát hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Túi tiền của Song Ngư có nhiều triển vọng nhờ sự nhanh nhạy và thông minh của bạn. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực làm ăn khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Con số may mắn của Song Ngư ngày 28 tháng 10 năm 2022 là 31 và 68.